Câu cũng cá vả không, chứ có lấy con nào đâu. Ê, chú cho bánh nè. Con đi câu chơi bà ơi. Rồi, xin chào mọi người. Đó. Bữa nay mình tiếp tục lại cái điểm câu huyền thoại nha. Thật sự buồn dữ lắm các bạn. Bữa câu mớm thì mọi người cười kêu thửng mớm không. Bữa câu dính, sáng câu dính tới 1-2 giờ chạy về mừng quá. Nhào lên laptop ngồi, chỉnh sửa video luôn. Đăng lên anh em la. Chắc cá nuôi mới dễ dính dữ vậy. Trời ơi, chết thửng luôn. Mọi người kêu thửng mớm không là... Đó. Bữa nay thì tiếp tục mình sẽ câu tiếp cái bộ combo 800 và cặp nhí hơi Nick Amado, cặp nhí hơi Thái, nhưng mà mình mới sử dụng một con thôi. Đó. Hồi nãy mình mới vô câu, chủ nhà ta nói 2-3 ngày trước có hai anh nào xin giống như mình giống như mình nha, xin vô câu, rồi cuối cùng là xin vô câu nói chia cá trả cá gì đó, nhưng mà cuối cùng là lát nữa là đi về mất tiêu luôn, không hay. Vẫn chưa nản chí nha các bạn. Hôm nay sẽ tiếp tục câu bằng cái cần màu hồng nam tính này nữa nha. Đó. Câu cần nổi quá, con cá thấy nó sợ các bạn ơi. Không chịu táp. Trời trời. Ở đó lo giỡn.
Để đó hai thằng nó giỡn bữa. Đã ấy rồi còn gán sắn theo. Trời ơi, nó nuốt hết con nít Amado luôn nè các bạn. Nó táp cái hộc rồi, mình buông tới nấy rồi. Còn sắn theo nó gị ngồi nó lôi cái nữa. Nít Amado nha mọi người. Người có mua nhái nhớ ủng hộ Thận nha, kiếm tiền mua sữa cho con. Ba ơi, câu cá lóc ăn không? Câu cá lóc ăn không? Câu ta trả lời hết, ta đâu có lấy đâu. Câu cho con đào nó ăn. Câu ra câu cho con đạo nó ăn giang. Câu tao quay phim chơi tao đâu có lấy đâu. Câu tao quay phim chơi tao đâu có lấy cá đâu. Chết chứ. Gì vậy? Thằng chứ. Thằng chứ gặp ai ta chắc gặp gặp ông già già hơn. Cá nó theo nó về không? Ủa? Bây giờ nó đang... Giống như cá bự nãy xưa vậy. Nãy không lo nói chuyện nhìn ông lần cá tới số rồi.